À, đối với cái hàng rào mà giả cây ạ, mà chúng ta phải tự tạo bằng tay như thế này ạ, thì chỗ thì to quá, chỗ thì bé quá, nó không đều nhau. Thế thì chúng ta bây giờ sẽ sử dụng bằng khuôn. Sau khi mà sử dụng bằng khuôn thì sẽ đều nhau. Đều nhau nhá. Đây, cái này thì to quá, cái này thì để nhỡ nhỡ, cái này thì vừa vừa. Đấy nhá, thì chúng ta sử dụng bằng khuôn đúc thì tất cả cái phần này là sẽ đều nhau hết. To thì cột to là cột to, mà thanh ngang nhỏ là nhỏ, sẽ rất là đều nhau. Mà cái bê tông mà đổ liền nó rất là chắc. Thế vậy nếu mà chúng ta đắp bằng tay thì thứ nhất là không đều nhau, mà cái độ chắc của nó cũng không thể bằng bằng đúc khuôn được. Vì là cái này nó có cá, đây cái này họ sẽ không làm cá, người ta chỉ cấy dấu sắt sang thôi. Thì đây như thế này vẫn bị nứt này. Đấy thì bây giờ là sử dụng bằng khuôn nhá, khuôn đúc nhá, tất cả như này. Vừa là nhanh, giải quyết được tiến độ, giải quyết được thời gian, và thứ nhất là chắc khỏe, độ bền nữa. Ui lắm cái con mũi quá. Đấy nhá, đấy lên mọi người hãy lựa chọn bằng khuôn đúc nhá. Đấy, như này. Đắp bằng tay thì chắc chắn là cái độ chắc khỏe không thể bằng đúc khuôn được. Vừa đều vừa đẹp mà lại rất là chắc, vì bê tông đổ xi cắt đá nên là cực kỳ là chắc luôn. Bên trong còn làm lõi thép nên là tuổi thọ của nó là mãi mãi. Nên mọi người hãy lựa chọn bằng khuôn nhá. Lựa chọn khuôn đúc nhá. Thực ra thì nếu mà mình nói bảo là mình bán khuôn thì mình cứ nói là nói hay thì nó hơi ấy, thế nhưng mà mọi người hãy lựa chọn, vì khuôn đúc là rất là nhanh đẹp. Đấy, vậy nên là chắc chắn bê tông tươi là chắc hơn rồi. Tuổi thọ của nó là rất là chắc, nên là mọi người hãy kết nối đến em Thiện để em Thiện sẽ tư vấn tất cả các loại nha. Mọi người cần loại gì thì cái gì bên Thiện, em Thiện cũng có thể làm được cho các bác nhé. Đó, em Thiện xin chào và hẹn gặp lại.